Shop Zipman kính chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em xem một cây Zippo. Zippo sản xuất năm 99 anh em nhé. Là cây la mã chủ đề là Playboy. Đấy, thì cây này nó đựng trong một cái hộp nhựa như thế này. Rất là đơn giản thôi. Đấy. Rất là đơn giản. Thì trước tiên khi vào video thì anh em nào trên YouTube nhớ đăng ký kênh nhé. Đấy, anh em nào mới vào kênh YouTube của Shop Zipman lần đầu thì đăng ký kênh. Còn anh em muốn xem nhiều mẫu khác thì lên Google và chữ zipman.vn nhé. Vâng, còn về cái sản phẩm thì mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em xem. Đây, sản phẩm nó như thế này đây ạ. Cái chủ đề này là rất là độc lạ và hiếm anh em nhé. Chủ đề về Playboy. Cây này thì có chất liệu là bằng đồng nguyên khối. Đấy. Thứ nhất là bằng đồng nguyên khối anh em nhé. Sau đấy được khắc chìm. Đấy, cái logo Playboy. Và sau đấy được phủ một lớp chrome bóng em nhé. Lớp chrome rất là đẹp, rất là bền luôn. Bản lề thì có 5 chấu. Dòng La Mã thì anh em thấy là cái bản lề rất là đẹp luôn. Đấy, rất là kín, cầm sang thì rất là tốt. Trên dưới 1 tuần anh em nhé. Mặt sau thì đơn giản thôi, một màu trắng trơn. Đấy, không họa tiết hoa văn gì hết. Cái này còn rất là mới anh em nhé. Mộc đáy là mộc đáy lõm, sản xuất năm 99. Đấy, 99. Những nét chữ này. Đấy, rất là tinh xảo luôn. Cái này mới hầu như là gần như là 100% anh em ạ. Chưa qua lửa, chưa qua sử dụng. Đấy, không có vết xước luôn. Thì mình sẽ test tiếng kêu cho anh em xem luôn nhé. Đấy, tiếng kêu nó đẹp, tiếng kêu rất là hay. Kêu rất là hay luôn. Nắp bên trong rất là sáng. Khá là ok. Không quá mềm, không quá cứng. Ruột thì bằng thép chuyên dụng, không dỉ. Buồng đốt đây có 16 lỗ. Cổ đá này, anh em để ý này, nhìn phát là biết fake hay chính hãng rồi. Cổ đá cao bằng đồng. Bánh xe thì cắt xéo sâu. Rất là bén lửa luôn. Đấy. Sợi tim đẹp. Cái này thì shop bảo hành trọn đời anh em nhé. Anh em mua hàng của shop mà nếu mà cái này này, cái bản lề này bị gãy, đấy, lưới gà bị gãy thì alo cho mình nhé. Vỏ với ruột nó thì sẽ trùng năm 99 đấy. Cái tháng thì không quan trọng anh em nhé. Đấy, trùng năm 99. Đấy. Bên trong thì cái này cũng bằng đồng luôn. Cái này có một vài cái đen đen này anh em mua dùng là đổ vào, đổ xăng và dùng là nó ấy đi thôi nhá. Đấy. Còn cái này vỏ nó bằng đồng, bọc chrome rất là đẹp luôn. Rất là tinh túy, tinh tế luôn. Giá thì cây này giá là 1 triệu 700 nghìn anh em nhé. Shop chỉ có một cây duy nhất thôi. Đấy, anh em muốn lấy thì alo cho shop theo số điện thoại đang chạy bên dưới màn hình. Còn anh em nào muốn xem nhiều mẫu khác nhé, lên Google quả chữ zipman.vn. Vâng. Kính chào anh em ạ.